Màu gà có ăn được không? Trên thực tế, bản thân màu gà không độc, nhưng hiện nay trên thị trường, những con gà này có thể ăn một số thức ăn có chứa hormone tăng trưởng và bản thân nó cũng sẽ ăn phải một số chất nhiễm kim loại nặng. Những thành phần có hại này rất dễ dàng tích tụ trên màu gà. Tuổi con gà càng lâu thì tích tụ càng nhiều. Ngoài ra trên màu gà còn có một số bạch huyết phân bổ cũng gây ra những tổn thương nhất định đối với cơ thể của con người. Vì vậy, tốt nhất bạn không nên ăn màu gà nhé.